chuyển giao khu công nghệ cao Hòa Lạc về thành phố Hà Nội quản lý từ ngày 1 tháng 8 theo quy hoạch rộng 1.600 ha. Mới đây, tại buổi họp báo thường kỳ quý 2 của Bộ Khoa học và Công nghệ đã có thông báo về việc sẽ bàn giao nguyên trạng khu công nghệ cao Hòa Lạc về Hà Nội để hình thành thành phố trực thuộc thủ đô tại khu vực phía Tây với chức năng khoa học công nghệ. Bộ Khoa học và Công nghệ đã phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội xây dựng dự thảo nghị quyết chuyển giao khu công nghệ cao Hòa Lạc về Hà Nội với nhiều chính sách phù hợp với bối cảnh mới. Nghị quyết sẽ trình Chính phủ trước ngày 26 tháng 7. Theo đó, việc bàn giao sẽ được thực hiện ngay sau khi Chính phủ ban hành nghị quyết chuyển giao khu công nghệ cao Hòa Lạc về thành phố Hà Nội quản lý với thời hạn dự kiến từ ngày 1 tháng 8. Hiện nay, khu công nghệ cao Hòa Lạc có quy mô gần 1.600 ha, được xây dựng theo mô hình thành phố khoa học với đầy đủ các tiện ích và khu chức năng. Không giống với các khu công nghiệp bình thường, các khu công nghệ cao được định hướng trở thành đô thị khoa học công nghệ, nơi tập trung các hoạt động đào tạo nhân lực trình độ cao, ươm mầm công nghệ và đổi mới sáng tạo,